Rồi chào con nghe, lấy thử mà con mấy vàng sới dành cho sới gãy, sới ruộng mini nè. Cao của ta cao 72. 2 triệu rưỡi sườn. Đầy đủ với ta con, bánh bọng đuôi thì 2 triệu rưỡi sườn nè. Cao 72. Đó, đẹp cực kỳ không? 2 triệu rưỡi sườn nha, dành để sới gãy nè. Hay sới ruộng rồi được nè. Đẹp không mà con? Cao 72, 2 triệu rưỡi sườn. Nguyên vỏ đầy đủ với đó. Kia không có đồng nào. Hai luôn, 2 triệu rưỡi sườn luôn. Đó, tất cả đều 2 triệu rưỡi sườn nha. 2 triệu rưỡi sườn thôi. Con về sới gãy sới ruộng là ok, đúng không? Đẹp không? Quá đẹp luôn. À, chỉ sới là con, tại đuôi này nó liền, bà con chỉ sới thôi. Còn bà con chục rồi con làm không được, nghĩa là chỉ sới thôi. Này là gắn máy 7, máy 6 là vừa nè. Là KU 72 của ta 2 triệu rưỡi sườn. Với 2 triệu rưỡi sườn nha bà con. Bà con là có nhu cầu luôn nha, 088 635 6707. Cái này là đẹp cực kỳ luôn nè, cái này là chát luôn bà con. Chưa chạy chỗ miếng sơn luôn nha. Dàn sới là còn ok, dàn sới này mới nhất trong dòng cu ta không con. Đây, KU 72. Đi 2 triệu rưỡi sườn mà con ơi. Máy thì gắn từ máy 6, máy 7 là được. Sới có luôn, sới cũng một mấy lưỡi nha bà con. 2 5 17 lưỡi, 16 3 5 14 lưỡi nha bà con, bên 7 lưỡi. 14 lưỡi. Mà thùng này 14 lưỡi dành cho sới gãy hay sới mini rồi nè, hay sới ruộng gia đình nhỏ được nè. Số mà đẹp cực kỳ không? Như chưa chạy nước sơn luôn. Rồi, KU 72 Kubota. Chỉ 2 triệu rưỡi sườn mà con ơi. Ngon lành. Rồi bà con nào có nhu cầu luôn nè, 088 635 6707. KU 82 KU 72 2 triệu rưỡi sườn. 14 lưỡi. Với bánh đầy đủ nguyên cái sườn này là 2 triệu rưỡi rồi con. Con như vậy gắn đầu máy lên là sới thôi, sới gãy sới ruộng thôi. À, như sới gãy nè, tắt khô á. Khô, điện đài còn đẹp. Rồi con có nhu cầu luôn nha, 088 635 6707.